thưa anh em có thể thấy là trong thời gian gần đây một trong những trend hot nhất đó chính là trend move to earn, tức là anh em vừa di chuyển vừa vận động mà chúng ta có thể kiếm được tiền. Thì ngay bây giờ em Thư sẽ chia sẻ cho anh em một cái dự án, một cái đồng coin mà nó có thể là GMT thứ hai, đó chính là DeFi. DeFi là một cái đồng tiền điện tử đa chuỗi đang hoạt động trên mạng Polygon và mạng Ethereum, và với mục đích đó chính là đưa thế giới thể dục thể thao vào blockchain, dẫn đầu phong trào move to earn. Thì anh em có thể thấy là cái nhu cầu của chính chúng ta trong cuộc sống là luôn mong muốn vừa có sức khỏe vừa có tài chính, thì cái trend này đang đáp ứng được cái nhu cầu này, thì em thường nghĩ nó có thể là xu hướng phát triển mạnh mẽ trong tương lai luôn. Và bây giờ em có thể chia sẻ cho anh em hai cái dòng trích. Dòng trích đầu tiên là kể về cái cuộc đời, câu chuyện cuộc đời của ông CEO tạo nên dự án này. Thì ông đã mất đi người thân của mình là người mẹ vì bà mắc bệnh tim, và bà đã mất năm 49 tuổi. Và ông thấy rằng căn bệnh tim này đang cướp đi mỗi năm hơn 18 triệu sinh mạng, và con số này càng ngày càng tăng. Và cái dòng trích thứ hai thì ông thấy rằng những cái chết chúng ta có thể ngăn chặn bằng cái việc là chúng ta tập thể dục này, là chúng ta ăn uống điều độ và tránh thừa cân. Và đó là lý do mà ông tạo nên dự án DeFi Token cũng như là tạo nên Mutual. Và yếu tố tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu đó chính là đội ngũ xây dựng dự án. Thì đội ngũ đang hoạt động rất là nhiệt tình, thì không chỉ giàu kinh nghiệm trong công nghệ blockchain mà còn rất là giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe và thể dục thể thao. Anh em có thể thấy là CEO, CMO và thành viên trong dự án thì đạt rất là nhiều cái thành tích về thể dục thể thao. Chúng ta có thể follow Twitter của các thành viên để chúng ta theo dõi nhiều hơn. Và cái yếu tố thứ ba em thường muốn chia sẻ với anh em, thì hiện tại dự án đã có sản phẩm để anh em trải nghiệm, đó chính là cái app thể dục 360 Wellness. Đây là cái app mà thuộc top ứng dụng thể dục và lọt top 10 ứng dụng thể dục năm 2020. Thì anh em có thể tải về trên cả nền tảng iOS và Android để chúng ta trải nghiệm. Và cái yếu tố thứ tư, tìm tại thì các của DeFi đang khá là bé, nó chỉ hơn 4 triệu rưỡi thôi, thì nó rất là dễ xx tài khoản cho anh em. Và cái vùng mua hợp lý cho anh em đó chính là dưới 0,2. Thì anh em nên phân bổ vốn để khi mà giá băng xuống 50% thì chúng ta đi CA. Và em thường lưu ý đây không phải là lời khuyên đầu tư mà chỉ là video cung cấp thông tin cho anh em thôi. Nên là anh em phải phân bổ vốn hợp lý, tìm hiểu thật kỹ trước khi đầu tư.